Hot Girl 2K hé lộ nỗi khổ khi cưới tỷ phú Dubai, bóc trần mặt tối giới siêu giàu, ăn gạch vì một lý do. TikToker Linda Andrade đang gây tranh cãi trên mạng xã hội vì kể những điều tồi tệ khi phải làm vợ triệu phú Dubai. Ngoài ra, cô còn hé lộ điều lo lắng nhất là sợ bị người phụ nữ khác cướp lấy người mình thương. Thông tin theo The Sun, Linda Andrade, vợ của triệu phú Ricky Andrade, tự xưng mình là bà nội trợ Dubai chính gốc, thường xuyên chia sẻ những video về cuộc sống xa hoa của mình lên mạng xã hội TikTok. Tuy nhiên, trong khi nhiều người đang ao ước về một lối sống hưởng thụ như vậy, thì gần đây, người phụ nữ này đã tuyên bố rằng chính sự mới lạ của những thứ này có thể khiến cuộc sống hôn nhân nhanh chóng phai nhạt. Điển hình như những video với tựa đề Những điều tồi tệ nhất khi sống với một triệu phú, Linda đã tiết lộ mặt tối của việc kết hôn với một người chồng siêu giàu. Theo đó, Linda đã chia sẻ với 529.000 người theo dõi của mình trên mạng xã hội rằng một số nhược điểm của lối sống xa hoa này, bao gồm cả việc được mua quà tặng và quá nhiều hàng hiệu, chỉ được bay trên những chuyến bay hạng nhất, có quá nhiều đồ ăn cao cấp. Trong một video, Linda than thở, anh ấy chỉ mua vàng 24K mỗi khi chúng tôi cãi nhau, trong khi tay cô đang lắc chiếc vòng cổ bằng vàng tinh xảo. Bà nội trợ Dubai chính gốc còn cho biết việc được chồng mua tặng những món hàng hiệu xa xỉ và cho cô quá nhiều đồ ăn ngon khiến cô bội thực. Tôi lúc nào cũng phải trông thật hoàn hảo lộng lẫy mọi lúc mọi nơi. Điều này có nghĩa là những lần đến tiệm làm tóc spa cũng như mua sắm tại Victoria's Secret đều rất tốn kém, Linda nói. Người vợ của doanh nhân này còn tiết lộ nỗi sợ lớn nhất của mình dù xung quanh luôn có rất nhiều người bảo vệ. Theo đó, cô cho biết bản thân luôn có nỗi sợ hãi thường trực về việc bị cướp giật hay khủng bố, đặc biệt là sợ bị những người phụ nữ khác cướp mất chồng của mình. Video kể khổ của Linda Andrade thu hút hàng triệu lượt xem, tuy nhiên điều này cũng khiến Linda bị cộng đồng mạng chê trách và ném đá trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng đang thổi phồng vấn đề, không biết trân trọng cuộc sống sung sướng hiện tại, trong khi có rất nhiều người khó khăn, những thứ có khi cả đời người mơ ước cũng không thể trải nghiệm. Bên cạnh đó, một số người khác tỏ ra ghen tị, thậm chí đề nghị đổi chỗ với người vợ của giới siêu giàu này. Một nhà phê bình đã viết, đừng phàn nàn nữa, hãy cho tôi cuộc sống của bạn nếu bạn không muốn nó. Bạn có thể vô ơn đến mức nào khi không trân trọng cuộc sống hiện tại? Tôi không căng thẳng vì bị cướp, tôi căng thẳng vì phải trả các hóa đơn của mình. Một người khác cũng bối rối không kém khi châm biếm cô gái 23 tuổi học cách trân trọng những đặc quyền của mình. Những người khác lại liên tục chỉ ra câu chuyện của cô mờ nhạt thế nào so với khó khăn của người bình thường. Bạn sống ở Dubai, không ai có thể cướp của bạn đâu, vì một nửa dân số ở đất nước này giàu hơn bạn rất nhiều, nên bạn hãy thoải mái và thư giãn tận hưởng đi, một tài khoản bình luận. Bên cạnh đó, một số người khác tỏ ra ghen tị, thậm chí đề nghị đổi chỗ với người vợ của giới siêu giàu này. Chà, ước gì tôi gặp phải những vấn đề đó, ít nhất các bạn không cần phải làm việc chăm chỉ vì các bạn đều là triệu phú rồi. Tuy nhiên, Linda Andrade cũng cảm thấy tuyệt vời khi sống cạnh triệu phú là không bao giờ lo lắng về kinh tế, được đối xử như thành viên hoàng gia, đến những nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới. Tưởng chừng như sau những ý kiến phản hồi Linda sẽ rút kinh nghiệm, thế nhưng cô nàng thậm chí không lên tiếng hay phản hồi lại bất cứ bình luận nào. Thay vào đó, cô đăng tải một video khác kể về những điều tuyệt vời khi ở bên một triệu phú. Video bao gồm các nội dung như tận hưởng bữa tối xa hoa, mua sắm đắt đỏ, chăm sóc da đắt tiền. Linda cũng khiến nhiều người ngán ngẩm khi tiết lộ thêm số tiền mà cô dành cho việc chăm sóc bản thân. Tổng cộng 7.694 USD là số tiền mà cô nàng 23 tuổi này bỏ ra cho các nhu cầu chăm sóc bản thân của mình. Linda Andrade sinh ra trong một gia đình trung bình khá ở Jordan, có đến 6 anh em. Cô năm nay 23 tuổi, cuộc sống hoàn toàn sang trang sau khi kết hôn với Ricky Andrade, nhà giao dịch ngoại hối và tiền điện tử siêu giàu ở Dubai. Ngoài lấy chồng giàu, Linda Andrade có công việc riêng, làm chủ spa, tổ chức sự kiện cho người nổi tiếng.